Xin chào các cô, buổi sáng hôm nay các cô cho chúng con ăn gì vậy? Bánh canh. Sáng mấy giờ cô dậy làm món này vậy cô? 4:30. Chà, để chuẩn bị bữa ăn cho các vị Phật tử của chùa Long Bủ mà các cô phải thức dậy quá là sớm. Đang ngủ không được nữa mà. Ngon quá vậy cô. Ừ, lên dùng mấy tô luôn nha. Có bột ngọt không cô? Ừ, có một chiếc. Con ít bột ngọt hả cô? Cảm ơn cô. Con không ăn bột ngọt thì con buồn thế.